Đây là sản phẩm tán ngang. Sản phẩm tán ngang này có thể gia công theo yêu cầu của khách hàng, các chuẩn kích thước. Thì trên tay là sản phẩm được xi mạ kẽm xanh, có thể gia công theo yêu cầu xi mạ 7 màu, niken kẽm xanh. Thì sản phẩm này được dùng cho bu lông M6. Đường kính của cái con tán này là M10, tương đương với M10 khắc trên gỗ. Bề rộng của con bu lông này là độ sâu là tương đương với cái độ ngang của cái bề ngang của nó là 12.70, tương đương với 13 mm. Thì cái vị trí lỗ khoét này, cái lỗ bu lông này nó lệch một chút xíu, không phải nằm giữa của cái con bu lông này. Và khi gia công thì đảm bảo bạn có dấu cộng này, dấu cộng của cái bắt bít này nó nằm ngay vị trí này, tương đối vị trí này, để dễ dàng thuận tiện trong cái việc lắp ráp đồ gỗ.